Xin chào tất cả các bạn đã đến với buổi quay trực tiếp của Thẩm mỹ viện Dr. Vẫn Như Viện Chợ Rẫy. Hôm nay ba mình vừa tiếp tục thực hiện xong phương pháp thiêu mài vi sợi nha các bạn. Các bạn hãy cùng mình theo dõi hình ảnh chân mài của chị trước khi thực hiện thì có những tình trạng như thế nào nha. Trước khi thực hiện thì chân mài của chị chưa có dáng hoàn chỉnh, lông mọc thì nửa vời nha các bạn. Phần lông đuôi thiếu rất là nhiều. Ngoài ra thì cái phần hai bên chân mài của chị bị lệch nha. Với tình trạng chân mài trước khi thực hiện của chị như trên thì đã đến bên mình và thực hiện phương pháp thêu mài vi sợi. Và sau khi thực hiện xong thì chị được tạo những cái sợi lông mài nhìn rất là tự nhiên và thanh mảnh. Ngoài ra thì cái dáng mài của chị được con chỉnh và hai bên đều nhau hơn nha. Chân mài nhìn rất là tự nhiên, rất là đẹp luôn nha các bạn. Các bạn đang theo dõi phương pháp thêu mài vi sợi nha. Rất là đẹp, rất là tự nhiên nha các bạn. Sau khi thực hiện xong thì giúp cho cái khuôn mặt của chị nhìn sáng và trẻ hơn nha. Các bạn ai có nhu cầu thêu mài vi sợi thì hãy để lại số điện thoại hoặc liên hệ đến số 0905388576 để được trực tiếp bác sĩ tư vấn nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi buổi quay ngày hôm nay. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở buổi quay sau.